Xin chào, đây là bộ pin sạc công nghiệp cho đèn Egypt thoát hiểm sự cố khẩn cấp, điện tích, điện thế định danh là 3.6V, dung lượng 2000mAh. Bộ pin này gồm 3 cell pin công nghiệp đã được kết hợp lại với nhau tạo nên thành từng bộ và đã được đính sẵn đầu giắc cắm chuyên dụng. Sản phẩm nickel metal hydride chất lượng cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi có nhận bấm ghép pin thành từng khối theo cầu riêng của khách hàng. Đến mua trực tiếp trong giờ hành chánh tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi 0909 911 096.